Lễ đăng quang của nhà vua nước Anh Charles Đệ Tam diễn ra như thế nào? Lễ đăng quang của vua Charles Đệ Tam sẽ diễn ra tại tu viện Westminster, bao gồm các nghi thức truyền thống có từ 1.000 năm nhưng được pha trộn với bản sắc hiện đại. Theo hãng tin AP, Điện Buckingham mới đây đã đưa ra thông báo về kế hoạch tổ chức lễ đăng quang của vua Charles Đệ Tam vào ngày 6 tháng 5. So với lễ đăng quang của nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị vào năm 1953, quy mô và thời gian cử hành lễ đăng quang lần này được giản lượng rất nhiều. Thông báo cho biết lễ đăng quang dự kiến sẽ đón tiếp khoảng 2.000 khách mời, ít hơn rất nhiều so với hơn 8.000 khách mời dự lễ đăng quang của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Buổi lễ vẫn có những nghi thức truyền thống đã tồn tại hơn 1.000 năm và có sự góp mặt của nhiều hoàng gia trên thế giới, nguyên thủ các nước và hầu hết thành viên hoàng gia Anh. Theo các phương tiện truyền thông Anh, buổi lễ sẽ bắt đầu vào hồi 11 giờ sáng giờ địa phương do Tổng giám mục Canterbury chủ trì. Để di chuyển tới tu viện Westminster, vua Charles Đệ Tam và hoàng hậu Camilla sẽ sử dụng cỗ xe ngựa Diamond Jubilee State Watch. Đây là cỗ xe được chế tạo từ năm 2012 để kỷ niệm 60 năm ngày nữ hoàng Elizabeth đệ nhị lên ngôi. Tại tu viện, vua Đệ Tam sẽ được sức dầu theo nghi thức truyền thống, nhận các biểu tượng của quốc vương, bao gồm quả cầu và vương trượng, và được đội vương miện Thánh Edward lần đầu tiên. Bà Camilla cũng phải trải qua một nghi lễ nhỏ hơn để được phong ngôi vị hoàng hậu chính thức. Kết thúc buổi lễ kéo dài khoảng một tiếng, vua và hoàng hậu sẽ trở lại điện Buckingham trên cỗ xe ngựa Gold State Coach. Đây là cỗ xe gần 260 năm tuổi, đã được sử dụng trong mọi lễ đăng quang, kể từ thời vua William Đệ Tứ năm 1831. Sau khi trở lại cung điện, vua và hoàng hậu sẽ xuất hiện trên ban công để chào đón hàng triệu người đã chờ đợi bên ngoài để ăn mừng sự kiện này. Trong ba ngày tiếp theo, lễ đăng quang sẽ được chào mừng bằng các lễ rước truyền thống theo nghi lễ Hoàng gia Anh, một buổi trình diễn ánh sáng, tiệc đường phố và một buổi hòa nhạc tại lâu đài Windsor. Buổi hòa nhạc tại lâu đài Windsor sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 5, bao gồm phần trình diễn của một số nghệ sĩ hàng đầu thế giới và một dàn hợp sướng đăng quang đặc biệt. Tối 8 tháng 5, người dân Vương quốc Anh sẽ được tận hưởng một ngày nghỉ lễ. Theo tờ Telegraph, chi phí cho 3 ngày diễn ra lễ đăng quang của vua Charles đệ tam vào khoảng 113 triệu euro, 100 triệu bảng Anh. Lễ đăng quang của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị trước đó tiêu tốn khoảng 56 triệu euro theo tỷ giá ngày nay. Tuy vậy, phần lớn chi phí cho buổi lễ ngày 6 tháng 5 được sử dụng cho mục đích an ninh, đặc biệt là nguy cơ khủng bố, vốn không phải là vấn đề lớn vào những năm 1950. Tờ The Sun cho biết khoảng 11.500 cảnh sát được huy động tới London để đảm bảo an ninh cho buổi lễ. Theo Reuters, buổi lễ đăng quang của vua Charles Đệ Tam sẽ ngắn hơn, diễn ra sớm hơn, có quy mô được thu gọn và đại diện cho các nhóm cộng đồng tín ngưỡng khác nhau. Truyền thông Anh nhận xét lễ đăng quang sắp tới thể hiện rõ tinh thần, ủng hộ chế độ quân chủ tinh gọn của vua Charles Đệ Tam quyết định bất ngờ của vua Charles đệ tam trước lễ đăng cơ. Sự chú ý của thế giới sẽ đổ dồn vào nước Anh trong hôm nay khi vua Charles đệ tam đăng cơ tại tu viện Westminster trong buổi lễ xa hoa và lộng lẫy đặc trưng của Anh. Lễ đăng cơ sẽ được Tổng giám mục Canterbury tiến hành trong ngày 6 tháng 5 giờ địa phương và sẽ bắt đầu chuỗi 3 ngày lễ trên khắp London và trên toàn nước Anh. Lễ đăng cơ của Hoàng gia Anh diễn ra lần đầu tiên sau 70 năm chủ yếu mang tính nghi lễ sau khi vị vua 74 tuổi đã chính thức lên ngôi vào ngày 8 tháng 9 năm 2022, ngày mất của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh kinh tế Anh đối mặt cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt tồi tệ nhất trong hàng chục năm. Cung điện Buckingham không cung cấp con số chính xác về chi phí cho lễ đăng cơ. Tuy nhiên, vua Charles được cho là đã tìm cách tổ chức một buổi lễ có quy mô nhỏ hơn, ngắn hơn, ít tốn kém hơn và mang tính biểu tượng hơn, một phần trong kế hoạch lớn hơn của ông nhằm tinh gọn chế độ quân chủ. Theo đài CNBC, buổi lễ ở tu viện Westminster sẽ có sự tham dự của khoảng 2.000 khách mời VIP, chỉ bằng 1 phần tư số lượng khách có mặt tại lễ đăng cơ trước đây của nữ hoàng quá cố, và tiến trình này sẽ kéo dài khoảng 1 giờ, chứ không phải nhiều giờ. Tuy nhiên, chi phí cho các thủ tục vào cuối tuần bao gồm đám rước của nhà vua và một buổi hòa nhạc quy tụ nhiều ngôi sao ở vườn Windsor dự kiến sẽ lên tới từ 50 đến 100 triệu bảng Anh, khoảng 63 đến 125 triệu đô la Mỹ, theo ước tính từ một nguồn tin không chính thức của đài BBC. Số tiền tổ chức có khả năng nhiều hơn con số 1,5 triệu bảng Anh, tương đương với 50 triệu bảng ở thời điểm hiện tại, trong đại lễ của cố nữ hoàng Elizabeth vào năm 1953. Sự kiện này giống như hầu hết các sự kiện quốc gia được tài trợ bởi chính phủ Anh và tiền thuế của người dân. Bên cạnh đó, cung điện Buckingham cũng đóng góp một phần nhưng không được tiết lộ. Trong khi đó, ngày nghỉ lễ của toàn nước Anh ngày 8 tháng 5 đánh dấu chuỗi sự kiện ước tính sẽ khiến nền kinh tế Anh tổn thất 1,36 tỷ bảng Anh năng suất. Hiện tại, tổng sản phẩm quốc nội GDP của Anh thấp hơn khoảng 0,6% so với mức cuối năm 2019 và đây là nền kinh tế G7 duy nhất chưa phục hồi sau đợt suy thoái do dịch COVID-19 gây ra. Tuy nhiên, chính phủ Anh khẳng định, dịp này sẽ mang lại hàng triệu đô la Mỹ cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các lĩnh vực bán lẻ, du lịch và khách sạn đang bị ảnh hưởng nặng nề. Theo một số ước tính, doanh số bán lẻ thường tăng khoảng 15% mỗi ngày vào các ngày lễ. UK Hospitality, Hiệp hội Thương mại của ngành khách sạn Anh cho rằng lễ đăng cơ của nhà vua có thể mang lại khoản tăng thêm 350 triệu bảng Anh cho lĩnh vực này. Theo hãng tin Reuters, Thủ tướng Anh Rishi Sunak cũng đã ca ngợi lễ đăng cơ của vua Charles là một sự kiện lịch sử và thể hiện tính cách hiện đại của quốc gia Anh, đồng thời cho rằng không một quốc gia nào khác có được một buổi lễ rực rỡ như vậy, gồm các đám rước, nghi lễ và những bữa tiệc đường phố. Nước Anh chờ đón lễ đăng quang của vua Charles Đệ Tam Mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, nước Anh sẵn sàng cho lễ đăng quang của vua Charles Đệ Tam vào hôm nay, mùng 6 tháng 5. Lễ đăng quang của vua Charles Đệ Tam, 74 tuổi, sẽ diễn ra vào lúc 11 giờ, tức là 17 giờ theo giờ Việt Nam, ngày mùng 6 tháng 5 tại Tu viện Westminster ở London. Đây là nơi diễn ra lễ đăng quang của các bậc quân vương tại Anh Quốc kể từ năm 1066. Buổi lễ sẽ do Tổng Giám mục Canterbury Justin Webby chủ trì. Đối với nhiều thế hệ người Anh, đặc biệt là thế hệ trẻ, lễ đăng quang của vua Charles đệ tam sẽ là sự kiện lần đầu tiên được chứng kiến trong đời. Nhiều người dân Anh thậm chí đã dựng lều ở khu vực bên ngoài cung điện Buckingham và cung đường đến tu viện Westminster ở London để chờ đón sự kiện cả đời mới có một lần này. Đây là sự kiện rất lớn nên tôi không muốn bỏ lỡ, bà Kim Bisson, 54 tuổi, cho biết. Các hàng rào sắt cũng được dựng lên để đảm bảo an ninh. Nghi lễ đăng quang của một vị quân vương tại Anh Quốc gần như không thay đổi trong hơn 1.000 năm qua, tuy nhiên quy mô và thời lượng lễ đăng quang của vua Charles đệ tam dự kiến được thu gọn. Buổi lễ sẽ kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ với sự tham gia của hơn 2.000 khách mời, trong đó có nhiều nguyên thủ quốc tế. Số lượng khách mời này khiêm tốn hơn nhiều so với khoảng 8.000 khách dự lễ đăng quang của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị vào năm 1953. Buổi lễ bắt đầu khi vua Charles đệ tam và vương hậu Camilla đi từ cung điện Buckingham đến tu viện Westminster, quãng đường dài khoảng 2 km. Vua và vương hậu sẽ ngồi trên cỗ xe ngựa Draymond Steady, Quash do sáu con ngựa Windsor, Grey kéo và được đội kỵ binh hoàng gia hộ tống. Trong gần 1.000 năm qua, các vị vua và nữ hoàng Anh đăng quang tại tu viện Westminster ở London. Nghi thức buổi lễ không có nhiều thay đổi trong những thế kỷ qua. Tại lễ đăng quang ở tu viện Westminster, vua Charles Đệ Tam sẽ được trao vương miện Saint Edward và tuyên thệ giữ gìn và bảo vệ luật pháp, giáo hội Anh. Vua Charles Đệ Tam sẽ không phải người duy nhất lên ngôi trong buổi lễ này phu nhân của ông, bà Camilla, cũng sẽ trải qua một nghi lễ nhỏ hơn để chính thức được phong ngôi vị hoàng hậu. Sau lễ đăng quang, vua Charles Đệ Tam và hoàng hậu Camilla sẽ diễu hành qua đường phố London để trở lại cung điện trên cỗ xe vàng huyền thoại Gold State 260 năm tuổi. Quãng đường này chỉ bằng khoảng 1 phần 3 quãng đường mà nữ hoàng Elizabeth đã thực hiện 70 năm trước. Hiện tại, các công tác chuẩn bị cho lễ đăng quang đã hoàn tất.